Mến chào các bạn, hôm nay xin mời các bạn tham quan một đoạn kênh Hy Vọng thuộc quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Sau 10 năm đứng bánh vì thiếu vốn, dự án cải tạo kênh Hy Vọng, quận Tân Bình vừa được Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường chỉ đạo các sở ngành rà soát, đề xuất bố trí vốn để thực hiện ngay. Theo tin từ báo Tuổi Trẻ.vn, mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với sở, đơn vị liên quan rà soát nguồn vốn và khả năng cân đối vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 để đề xuất triển khai ngay dự án cải tạo kênh Hy Vọng, quận Tân Bình. Đây là tin vui cho bà con sống hai bên dòng kênh bởi hàng chục năm nay. Con kênh này đã ô nhiễm nặng bởi rác thải, dòng nước đen kịt, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Dự án cải tạo kênh Hy Vọng, quận Tân Bình, một trong những hướng thoát nước chính cho sân bay Tân Sơn Nhất, được thành phố Hồ Chí Minh lên kế hoạch triển khai từ năm 2013, nhưng hơn 10 năm qua chưa có tiến triển. Kênh Hy Vọng dài khoảng 1,8 km chạy qua địa bàn phường 15, quận Tân Bình, đảm nhận tiêu thoát cho toàn bộ diện tích phía Tây và Bắc sân bay Tân Sơn Nhất. Nước từ sân bay thoát ra kênh Hy Vọng sẽ đổ về kênh Tham Lương, Bến Cát, rạch nước lên. Dự án cải tạo kênh Hy Vọng trước đây là một thành phần của dự án tiêu thoát nước và giải quyết ô nhiễm kênh Tham Lương, Bến Cát, rạch nước lên, giai đoạn 2, đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đồng ý thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách từ đầu năm 2013 đến năm 2014. Trong quá trình thực hiện công tác đầu tư dự án, Ngân hàng Thế giới VKB đưa hạng mục này vào trong dự án quản lý rủi ro ngập nước khu vực thành phố Hồ Chí Minh để đầu tư. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sau đó cũng đồng ý với phương án này. Trong đó, hạng mục cải tạo kênh Hy Vọng dài hơn 1,8 km với tổng kinh phí 110 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án trong 5 năm, 2016 đến 2021. Tuy nhiên, năm 2017, VKB dừng tài trợ vốn cho dự án quản lý rủi ro ngập nước khu vực thành phố Hồ Chí Minh, nên dự án cải tạo kênh Hy Vọng phải dừng lại, chờ tìm nguồn vốn khác. Đến năm 2018, Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cải tạo kênh Hy Vọng bằng vốn ngân sách với tổng kinh phí khoảng 150 tỷ đồng. Dù vậy, dự án vẫn còn gặp nhiều vướng mắc về giải phóng mặt bằng, nguồn vốn và thủ tục đầu tư nên chưa thể triển khai. Cuối năm 2020, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố Hồ Chí Minh đề xuất chi gần 514 tỷ đồng cải tạo kênh Hy Vọng. Về quy mô, tuyến kênh được làm hở toàn tuyến dài 1,8 km, hai bên xây đường rộng 10 m, trồng cây xanh. Đến tháng 3 năm 2021, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố Hồ Chí Minh đề xuất tăng vốn cải tạo kênh Hy Vọng lên hơn 1.980 tỷ đồng. Do cập nhật phần đền bù, giải phóng mặt bằng, trước đó, chi phí này ước tính hơn 287 tỷ đồng. Nhưng sau khi rà soát đã tăng lên hơn 1.595 tỷ đồng với tổng diện tích cần giải tỏa khoảng 21.200 m2. Theo đề xuất, kênh Hy Vọng sẽ được cải tạo đoạn từ đường Phạm Văn Bạch đến giáp kênh Tham Lương dài hơn 1,1 km, trong đó chủ yếu làm kênh hở hình chữ nhật, dọc hai bờ. Dự án làm đường rộng 6 m cùng vỉa hè và hệ thống thoát nước, chiếu sáng, lan can. Tuy nhiên, do thành phố Hồ Chí Minh chưa cân đối được nguồn vốn nên dự án lại một lần nữa bế tắc. Tháng 9 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất bố trí vốn từ ngân sách trung ương giai đoạn 2021 đến 2025, hỗ trợ toàn bộ vốn để đầu tư dự án cải tạo kênh Hy Vọng nhưng không được chấp thuận. Mới đây, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến cải tạo dòng kênh này với vốn gần 2.000 tỷ đồng, giúp cải thiện môi trường, giảm ngập khu vực sân bay. Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn thành báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cải tạo kênh Hy Vọng, quận Tân Bình. Hiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đang thẩm định hồ sơ. Dự kiến đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trình Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua chủ trương đầu tư dự án trong năm nay.
Bây giờ, mình rẽ phải đường Nguyễn Phúc Chu để ra đường Phan Huy Ích, rồi chạy ra đường ven kênh Tham Lương. Thank you.
Phan Huy X, hướng ra đường ven kênh Tham Lương. Cảm ơn bạn đã xem kênh Cuộc Sống Hàng Ngày 75. Chúng tôi rất vui vì đã có cơ hội mang đến cho bạn những khoảnh khắc thú vị và đáng nhớ qua video hàng ngày trên kênh YouTube này. Cầu Chợ Cầu, quận Gò Vấp, quận 12.